Trời ơi nó táp. Ui trời ơi, ui con bập ghê thiệt. Ui to to, ui khủng cái nhà ơi. Ui to 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 to, ui khủng cái nhà ơi. Cái đám ấy rung tay nó luôn cả nhà ơi. Wow, con này nó to hơn luôn cả nhà ơi. Con này to hơn luôn. Wow. Dưới đây tìm được cái hang này cả nhà. Cả nhà xem cái đường hang này. Mê chưa? Trời ơi, cái đường hang to kinh khủng luôn cả nhà ơi. Ui, cái hang này dưới đồng hang khổng lồ lắm cả nhà. To đã không? Những cái hang này thấy mê liền mà. Rồi để Hiệp cao thử nha. Hang này dễ đụng hàng lắm cả nhà ơi. Hang to thấy mê luôn mà. Ui giăng. Ui lên, lên nước cả nhà ơi. Ợt nước nhẹ thôi. Đó. Cái nhà thấy rõ không? Thấy nó ợt ợt nhẹ nhẹ không? Ồ, cả nhà ơi. Dưới hàng cũng mất cả nhà ơi. Cái lao quá dục. Ui, nó làm cái dục con vắt cả nhà ơi. Ui, nghe nàng lắm á nghe. Ui, nghe nàng lắm cả nhà ơi. Lên, lên, lên từ từ. Nàng, nàng. Đàm ghê cả nhà, rít rung tay luôn nè. Ui, lành 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 lành. Ui, nàng ghê nha. Quá không 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 cả nhà ơi. Quá con này nó to. Ui, cái nhà ơi, khổng lồ nè. Wow. Xứng đáng cái hàng quá cả nhà ơi. Trời ơi, con này nó to. Rồi, rồi, đi đưa lên bờ đấy. Lên tay cả nhà ơi, nhiễm quá. Wow, nó nguyên cái dốc cả nhà. Nè nè. Nó nguyên cái vật ở dưới đây nè cả nhà. Leo lên. Trời ơi. Bắt to mà phải dài toàn á. Cả nhà ơi, to mà nó dài lắm. Ui mê luôn, trời ơi cái lưới nó đã rồi. Đây chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Con này nó to đã, nó đóng mấy dữ. Chắc nổi luôn. Sướng. Rồi đây cả nhà. Wow. Trời ơi con này nó to. Con này hơn nửa ký rồi cả nhà ơi. Trúng mánh. Ui nó tì nha. Nó đếp xuống nghe nó lâu nó tì nghe tê tay luôn đó cả nhà. Mà hay là nó mình tì 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 giữ nhẹ rồi nó lây lên từ từ. Ui con này nó dài thon đó nha. Dài thon ghê, to ghê. Con này chắc cũng hơn nửa ký đó cả nhà, 5,5 có đó. Bà to ghê, có cái đầu của bà già khèn này cả nhà ơi. Ui khủng khiếp luôn. Đã. Tuyệt vời cả nhà ơi. Đụng em liền rủng kéo rồi thôi thôi thôi. Sướng gì đâu mà nó sướng luôn mà. Thấy mấy cái hàng này mê rồi. Mấy cái đường hang đẹp quá mà. Nửa ký hơn nửa ký đây cả nhà. Phát mở hàng thấy em liền. Thấy mấy cái hang là đường nào cũng vô lương khủng. Wow. Đó. Một con mà vô trong cái túi là nghe nạn rồi cả nhà. Để Hiệp nhúng cho nó tí nước. Hơi khô. Đụng lương khủng kéo là sướng đó. Cảm giác phê liền cả nhà ơi. Đã thiệt luôn.
lương cả đó mà làm chừng 2 con à, có bữa cơm ngon lành cả nhà. Này như cao hiệp đây, lữ đại phát sướng đó, nó như con vật này cả nhà, nó như đây là như con vật mà cái đường hang nó nằm dưới đây, nó nguyên một lùm cỏ đó hiệp, lậu xuống đây banh ra cái đường hang, trời ơi ớn lạnh luôn cái đường hang. Mà hang đây là sau này đường nào cũng có lương nó vào thôi cả nhà, quá đẹp quá mê luôn. Rồi để tiếp tục tìm hang nha, xong này lương đụng này với đụng hàng khủng đó nha, hàng to kéo nó sướng. Rồi để tìm hang coi tiếp nha cả nhà nha. Rồi dưới đây mới vạch được cái hang nè, cả nhà xem cái đường hang này, nó có cái lỗ nhỏ thôi nha, thì móc móc ra nó sụp xuống cái đường hang to lắm cả nhà ơi, có lý nha. Rồi để hiệp cao thử vạch ra mấy cái hang nhìn được ghê cả nhà. Ui ăn rồi ta, khỏe không em? Ô ăn cả nhà, ui xe xuống lượm luôn. Ui ui to cả nhà ơi, nó như cái đùi. Ui ui cái đùi ghê thế hả, ui to to, ui khủng cả nhà ơi, quá khủng luôn. Thôi đi ná mà ông to ná, quá khủng luôn cả nhà ơi, bất ngờ quá, tôi bất ngờ dân lương luôn, quá cả nhà ơi không thể tin được, quá. Rồi rồi đi chia sẻ cho cả nhà cùng xem, trời lương khủng mà đọc chứ, quá nó phê. Rồi đây cả nhà, tôi thì bất ngờ luôn cả nhà ơi, quá ui con này chắc hơn 4 lạng rồi cả nhà, ôi bất ngờ dân lương luôn. Mình không có nghĩ, chắc nghĩ chắc cũng nhỏ nhỏ thôi, cỡ như ngón tay hoặc là 2 lạng là thấy cỡ cả nhà. Trời vừa thả xuống là ăn rất là nhẹ nhàng luôn. Trời ơi lên mà lương khủng mà đã chứ. Phê cả nhà ơi. Rồi nó lên cái đầu con lương thì thấy khùng luôn. Rồi nhiều cái nó may mắn nha đó cả nhà ơi, nó may mắn bất ngờ luôn. Con này chắc cả tầm 4 lạng hơn 4 lạng, cả 4 lần rưỡi đó cả nhà. Ui đã. Ui cái bánh đuôi nó to này cả nhà ơi, phê chưa, tuyệt vời. Rồi vào bao thôi, làm phát mở hàng tự nó êm. Thì cũng không ngờ cả nhà ơi, không ngờ là cái hàng nào mà vô bà lưng khủng. Đã gì đâu luôn, phê, làm phát mở hàng là thấy êm lắm rồi cả nhà. Rồi dưới đây nó có cái hàng này cả nhà, cả nhà xem cái đường hang này, nó hư phập phập mấy cái mét nước nè, hang to lắm cả nhà ơi. Rồi đi cao thứ nha, hy vọng có lương khủng nha, mấy cái hang to to này hy vọng lắm cả nhà ơi, hy vọng lương khủng. Làm em 5-7 lạng kéo cho nó sướng. Ui giống ăn hả ta, ui ăn hả ta, ui ăn cả nhà ơi. Bào lớn mà nghe nạn lắm nha, xe xuống sau đớp liền rồi chưa. Ui ui cả nhà ơi, con này dễ khủng lắm, nó mới dị cái nạn lắm nha. Lên từ từ nè, một con này dễ hàng lắm cả nhà ơi, nghe nạn lắm nha. Lên ui to khủng cả, ui quá cả nhà ơi, lên nó bung luôn. Rồi hiệp nắm được rồi cả nhà,
Wow. Ui con này ngon ghê. Rồi đi chia sẻ cho cả nhà cùng xem đi, nám này lựu lại đó. Rồi đây cả nhà, vô. Đã. Wow, cả nhà ơi. Mày ghê. Con này ngon ghê cả nhà, to đấy. Dài thon luôn nè. Wow. Thì vừa kéo lên rồi vừa nám lại luôn cả nhà. Vừa nám lại cơ. Quắn vô cái đuôi này quắn vô cỏ rít xuống bứt luôn. Con này chắc có tầm 4 lạng cả nhà. Tầm 4 lạng. Kéo một đứt luôn cái mép dưới luôn nè. Cái tầm 4 lạng đây. Mày xe xuống sau là nay im dữ luôn mà. Sướng. Tuyệt vời cả nhà ơi. Đụng này cái này là kéo sướng. Cái này là kéo gì đủ phê rồi cả nhà. Wow. Ngon lành cả nhà. Cứ đụng được mấy em khủng kéo là đã rồi. Lên là quá. Móc vô tay cả nhà. Bị cắn như đây. Trời ơi, nén kinh luôn. Nén nóng kinh luôn cả nhà. Rồi dưới đây là cái hang lưng khủng này cả nhà ơi. Hang đây thì có cao được mấy con khủng rồi. Mà lần sớm nhất vừa rồi thì tới hiệp cao thì nó cũng không có lương. Mà nay nước rút nghe cả nhà nghe. Nay nước nhỏ. Rồi đi hiệp cao thứ ra sao nha. Không biết này là sao đây cả nhà ơi. Có em ở dưới đây không nè. Ui, ui cả nhà ơi. Vừa thả nó lú đạo, đạo nó chụp luôn. Ủa nó ở đâu ngách ngoài nữa sao á. Ui. Ui đàm tài cả nhà ơi. Ui. Nàng ghê nha. Ui nàng cả nhà ơi. Ui to. Ui khổng luôn cả nhà ơi. Wow khổng luôn nè. Quá trời, cả nhà ơi con ăn. Quá con lươn nó ăn im. Ôi khủng luôn cả nhà ơi, con này nó ơi. Nó không được vàng lắm cả nhà. Trời ơi nó đã. Hiệp nghe nó giật nó tì xuống cái là nghe nó mạnh rồi, nó đàm tay rồi. Phê. Rồi đi chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Nay là có lươn khủng vào rồi cả nhà ơi. Trời ơi nó sướng gì đâu luôn. Rồi đây cả nhà ơi. Đã. Con này to cả nhà ơi. Con này to. Ui đã chưa. Con này mướt cái mẹ như bụng mướt lắm cả nhà ơi. Bốn lạng, bốn lần rưỡi đó cả nhà. Trời ơi đã nghe. Vừa thả mồi vào nó chụp liền thôi. Nó ở đâu cái ngách ngoài này sao đó cả nhà. Vừa thả mồi vào nó làm kịch luôn. Mà cái lúc mà giữ cái gì cao lại nghe nó tì xuống là nghe rồi. Nghe đàm là sướng tay rồi là biết là dính em hàng rồi cả nhà ơi. Trời ơi đã luôn. Tuyệt vời. Nó mấy cái hàng lưng khủng mà lai rai là có lương nó vào rồi cả nhà. Cái lai rai là nó có lương nó vào mít thôi. Đầu ví dụ như bữa nay cậu không có, mai cậu cũng có. Đầu nó tối nó đi ăn đó cả nhà. Nó vào trong hang. Tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Đúng đã. Cái đụng mấy em to kéo là cảm giác là sướng thôi. Công nhận mấy cái hàng này nó vào lương to không cả nhà. Vào lương khủng lắm thôi. Rồi vào. Con này mạnh ghê nha. Ngon lành cả nhà ơi. Cái đụng được mấy em to kéo là có công cả nhà. Có công là có clip hai cho cả nhà xem nữa là vui. Sướng. Cảm giác mạnh lại ùa về. Trời nén quá cả nhà ơi. Nén nóng kinh luôn á. Cả nhà xem nè. Xem lương được nước nè. Đã chưa? Đó. Mê nghe cả nhà nghe. Chưa biết lần lương màu to này mà thấy nó ọc đã chưa? Mê không? Đó. Trời ơi nữa. Thấy mấy cái hàng cái mê liền đó cả nhà ơi. Thấy nó ọc không ở đó ghiền rồi. Rồi đi hiệp cao thử nha. Thấy nó ọc nước không mà đam mê rồi cả nhà.
Hy vọng là em khủng nha. Dương như thì nó lại ngon. Có vỏ ốc ngoài chỗ này nè. Ốc lên đó. Đi khiều cái vỏ ốc ra đó. Đỏ lạnh cả nhà ơi. Ui to. Ui. Ui. Ui khủng luôn cả nhà ơi. Quạt. Ui bên lũi của bên này. Quạt cái đàm to đã lắm cả nhà ơi. Ui. Mê liền. Trời ơi thấy cái hang mà nước nó ật là thấy ghiền mà. Con này chắc. Ui. Khoảng khoảng hơn 3 lạng có cả nhà. Trời ơi nó táp. Táp ngã ớn luôn cả nhà ơi. Trời. Sướng. Phê cả nhà ơi. Đã, nó hơi tuôn. Rồi, đi chia sẻ cho cả nhà cùng xem nha. Rồi đây cả nhà. Đã. Không to gì mấy cả nhà ơi. Không to gì mấy mà rất là hấp dẫn luôn. Chưa, mới vừa tới mà thấy nó ọt lên, ọt xuống là thấy mê rồi. Con này chắc cũng cỡ tầm 3 lạng, hơn 3 lạng tí đó cả nhà. 3 lạng rưỡi. Thấy mà thấy nó ọt lên, ọt xuống là thấy mê liền. Lú cái đầu lên thấy cũng to nha. Mà cũng được. Trời ơi, lên cái táp phát ngày sướng cả nhà. Cũng cỡ ba, hơn 3 lạng tí thôi cả nhà ơi. Trời nó lên cái táp. Cái bập. Đã, cảm giác. Cảm giác là này. Lương mà nó lên cái táp là khoái rồi. Nghe nó sướng nghe cả nhà. Nghe nó sướng. Rồi, vào. Ngon. Ủa, tưởng hình nám quá cả nhà ơi. Trời nắng nóng hầm ghê luôn ạ. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà. Hang này hồ nước lớn thì có cao đựng con khủng này cả nhà. Biết này à, có lường chưa đây cả nhà ơi. Đó. Không biết này có em nào vào chưa. Lần trước làm được em khủng nữa nha. Rồi để em cao thử nha. Không biết này có em nào chưa đây. Mấy hàng khủng khủng này là rồi có lương khủng nó vào đây. Ui cái nhà ơi, cái đầu con lương kìa, cái đầu con lương khủng nó cái nhà ơi. Nè. Ui nó lây này cái nhà ơi. Wow, cái đầu nó to. Ui con này khủng nữa cái nhà ơi. Được, ui cái đầu nó to cả nhà. Quá trời nó mê luôn. Ui con này làm quán bạn còn mấy nãy luôn cả nhà. Khiếp hồn cái đầu con lương. Cả nhà thấy rõ không? Wow. Sướng cả nhà ơi. Rồi đi cho nó táp nè. Trở cái mép dưới cho nó táp. Ui trời ơi. Ui có bập. Ghê thiệt. Ui. Ui, giật ghê quá. Ui, rung tay nó luôn cả nhà ơi. Ui, con này nó to hơn luôn cả nhà ơi. Con này to hơn luôn. Ui, con này nó to. Quá cả nhà ơi, con này quá to hơn con mới nãy rồi cả nhà ơi. Quá. Con này nó to mà nó hơi ngán cả nhà. Rồi để hiệp nắm lại ôn toàn hiệp chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Con này nó to đã lắm. Trời ơi lương. Rồi vô nữa rồi cả nhà ơi. Trời ơi lương nó to. Ôi cả nhà ơi. Ôi con này to hơn con mới nãy luôn. Ui mình nắm tròn quay luôn nè cả nhà. Tương tự như là con lương 1 kg á. Hơi ngán hơn con mới nãy. Ui trời ơi nó lên cái đầu thép ớn luôn mà. Nó múc cái bụp vớt nghe. Ông chú này trời ơi nó đã. Ui con này cái bánh đùi nó to khủng khiếp không cả nhà.
Nè, bên đuôi nó to nè. Wow, con này nghĩ là phải hàng 6 rồi, hơn ngán cả nhà ơi. Chứ nếu mà nó mà nó dài một tí nè, con này hàng 8 có luôn á. To ghê không, nắm một nắm này cả nhà, nắm một nắm luôn nè. Trời ơi Lương, không biết nó mới ăn cái gì đây mà sao cái bụng tròn quay nè, trời ơi, nó to. Tuyệt vời cả nhà ơi, hôm nay trúng, hôm nay trúng lương khủng đã ghê. Sướng, cảm giác quá cả nhà ơi, lâu lắm rồi mà có mấy cái cảm giác mà được sướng như ngày hôm nay luôn đó cả nhà. Làm liền hai em khủng liền, trời ơi cảm giác nó đã, nó tì nghe, nắm tê tay cho nó luôn cả nhà, nó tì ghê thiệt cái vấn đâu. Sướng, con này nhà mình nếu mà bình thường 8 là không có đó cả nhà, to ghê. Thôi cho nó vào túi ra, khoe với cả nhà đã rồi, xí nữa là về căn cho cả nhà xem chứ, thôi nó đã. Sướng, vào. Ui, cả nhà ơi, nạn lắm, hai con mà nạn tịch luôn cả nhà. Tuyệt vời luôn, hai con mà nạn lắm. Mấy cái hàng đúng là xong nè, xong rồi đụng nguyên khủng không cả nhà. Xong rồi cái lai rai là mấy cái hàng đó là mình giữ hàng nha. Mình đừng có phá mấy cái hàng đó thôi, chứ mình giữ hàng lai rai là mình câu là có lương nó vào nữa. Rồi dưới đây nó có cái hang này cả nhà. Đó, cái hang này nó đi luồn vô trong nè. To lắm cả nhà ơi. Ồ, trời ơi, cái đường hang nhìn thấy mê luôn. Rồi để cào thử nghe. Mấy hang to to dễ đụng hàng lắm đó cả nhà. Ui, quá đã làm cái dục cả nhà ơi. Ui nạn cả nhà ơi. Ui con này chắc khủng rồi. Ui nó tì ghê quá. Ui nó tì ghê quá cả nhà ơi. Đang mập trầy, đang mập trầy. Quá khủng khủng khủng. Đang mập trầy cả nhà ơi. Ui con khủng khủng. Quá đụng lưng khủng cả nhà ơi. Trời ơi phê phê. Rồi rồi để chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Đám cho nó an toàn là cho nó rớt ra ngoài nên là mắc lương. Quá wow, đã. Rồi vô cả nhà ơi. Đã. Ui hôm nay lại có em to nữa cả nhà. Sướng. Ui cái con này ngay chỗ đây nó bị tróc này cả nhà ơi. Tróc. Ừ con này. Rồi má. Ngay từ nãy đời luôn. Ui con này chắc cũng 3 lần mấy cả nhà. 3 lần mấy. Cả 3 lần rưỡi đó cả nhà ơi. Đã. Trời ơi. Mới đưa cái dây cao vào nó làm quá dục. Không luôn. Sướng. Đang mép trầy. Đóng mép trầy này cũng hơi hở cả nhà. Đóng mà đóng mép hông hoặc là đóng mép dưới thì mình cũng dắt nó an toàn hơn. Đóng mép trầy thì nó phải đóng lúc vô tràng mà nó an toàn. Nói chung là cái lưu đại thì nó đóng mép trầy tốt, đóng trầy thì vẫn tốt. Nhiều con mà nó tì mạnh quá đáng lúc lên sọ luôn nè. Đã. Sướng, lưỡi mới hôm nay lập công cả nhà ơi. Lưỡi mới hôm nay được có lưng to kéo. Ngon, con này quá ngon. Con này chỗ này bị tróc sao này. Tróc này. Thôi đi cho nó vào túi đã. Lát về xem sao. Có lương là vui cả nhà. Nói chung mà trời nán vả lắm mà đi mà kiếm được cái hàng mà có lương cao là nó cảm giác nó mừng, nó vui. Nạn cả nhà. Bốn con mà thấy nạn rồi đó. Bốn con lương hôm nay thì không to, có con này chắc to to nhất á. To hơn con mới nãy cả nhà. Con lương kéo là vui lắm rồi. Hôm nay đi trễ mà có được mấy con nghĩa là cũng đỡ cả nhà. Giờ này nó cũng trễ quá rồi. Rồi dưới đây mới tìm được cái hang này cả nhà. Cả nhà xem cái đường hang này. Trời ơi cái hang nó to lắm cả nhà ơi. Nó nằm nguyên như cái lớp cỏ đây, hiệp lấy cái cây xem xam đụng cái đường hang. Và ra thấy cái hang trời ơi nó to. Mê luôn cả nhà. Đó, rồi đi hiệp cào thử nghe. Rồi cái hang to thì đá cả nhà ơi. Ấn lạnh cái hang luôn á. Làm em khủng nha. Mấy hang này dễ đụng hàng lắm.
chưa thấy đồng tính gì đây. Nhiều con nó cũng chậm ăn lắm. Con này thả xuống nó chơi liền. Ui ăn rồi ta. Ui ăn 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 cái nè. Ăn nè. Xe xuống sau im im dứt với nó liền. Ui nặng cái nào ui. Nặng nặng nặng. Ui nạn nha. Ui tì đàm lắm cả nhà ơi. Tì đàm lắm. Ui con này chắc khủng cả nhà. Con này chắc khủng rồi. Trời ơi. Lâu có ngát cái này luôn nè. Tụi này cỏ quá. Ui nó tì nghe được lắm cả nhà ơi. Ui ui nặng lắm cả nhà ơi. Nặng lắm. Giữ tê tay luôn nè. Nó lên mà nó lên từ từ. Con này chắc con hàng chắc rồi. Nó lên từ từ cả nhà. Lên nè. Lên 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 lên. Ui. Ui nặng lắm cả nhà ơi. Lên gần hết rồi đó. Lên gần hết rồi mà nó tới đây nè. Nó cứng luôn rồi. Ui. Đâm cho chết nghe. Ui nó bọc bọc khỏe chưa. Đó lành 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 lành. Ui bùng bùng lui. Ui nó bùng lui. Ui nó mát vô mình đó cả nhà ơi. Khoan 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 khoan. Khoan khoan tiếp lại. Tiếp lấy cái gì cao khác. Thì móc vô của mình đó đó. Rồi chưa u nó mát vô trong cái cỡ của nó. Quá wow. Cái nhà này nó bị sức ra nó mát vô trong cái cổ của nó này cả nhà. May ghê trời ơi nó sức cái mép dưới cái nó anh cuộn lên nha cả nhà. Trời ơi nó may cả nhà xem nè anh cuộn lên cơ anh cắm cái đầu xuống nó đóng vô trong cái da của anh nè cả nhà xem nè. Trời ơi nó may ghê là cả nhà nè. Thấy may mắn chưa? Trời ơi em hàng khủng lùa. Em hàng cũng có đóng may mắn ghê cả nhà. Hôm nay là con nó bị sải rồi. Nó quắn cơ. Nó quắn đùi lên nè cả nhà. Rồi rồi rồi. Dựa lên nè. Ui cả nhà ơi. Ui cái má hiệp nó bị đơ rồi. Hành ghê. Con trời đã. Ở chỗ mát cả nhà, nắng quá. Ui, năm mai cả nhà ơi. Quá trời ơi, nó sướng. Rồi đi, chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Rồi đây cả nhà ơi. Ui, mày ghê cả nhà ơi. Nó đóng vô bên hông kìa. Mày ghê luôn. Trời, kéo lên tới đó rồi nha. Mà anh cuộn cái đuôi lên đó. Nó trả lại cái lưỡi cao đó cả nhà. Nó bung ra, anh cám cái đầu xuống. Nó móc vô y vô trong cái hông của nó luôn. Vô trong cái má luôn mà hay là nghe. Nó móc cũng chẹt cả nhà. Dịp lâu dịp lấy cái dây cao kia đi. Móc vô trong cái miệng mà mai là nó bứt cái cọng cỏ ra đó. Là nó lên. Chứ không thôi là sao luôn. Con này chắc được 4 lạng thôi cả nhà. Ui cảm giác ghê cả nhà ơi. Chướng nha. Đúng là con này xui xui mình hay. Hả chắc được 4 lạng thôi.
bốn lạng cả nhà ơi. Mai xí nó mắc lương mấy cái con mà mình kéo lên nghe mình nó bung mình nó bung nó cám cái đầu xuống là dễ bị tuột lắm. Con này là tuột luôn á cả nhà, tuột 100% luôn á, mà xui cho nó là nó móc vô trong cái bên hông này cả nhà xem này, xui cho nó là vậy. Rồi vào. Ngon lành cả nhà ơi. Ôi trời, trời nén vả luôn, may ghê. Trời ơi, nó chui ghê cả nhà, móc vô trong cái da. Rồi dưới đây nó có hang này, hang này lần trước thì cũng có cào được một con đồng trọng cả nhà, hang to lắm. Biết này có em nào vào chưa đây, rồi để dẹp xe thử nha. Mấy hàng to to này, lại rai nó cũng dễ có lương vào lắm. Chỗ này nó bóng nén quá. Ui, giống ăn hết ta. Ui, ăn cái này, ăn này. Ừ, nghe nạn nghe. Ui. Ui nạn cả nhà ơi. Ui nó rì nghe được lắm. Ui, con nó rì nghe được cả nhà ơi. Ừ, con này nghe nạn nha. Con này nghe nạn cả nhà. Ủa, nó ghi được lắm á nhà ơi. Con này dễ ăn khủng lắm. Ui. Ui nạn lắm nó ghi. Trời ơi, tê tái luôn. Ui con này ăn khủng cả nhà ơi. Con này ăn khủng rồi. Ngát luôn như này này. Ui. Ui con hạng khủng. Trời nó ghê quá. Trời này nó bám quá không thấy đường cả nhà ơi. Ui. Ui nó riết ghê lắm cả nhà ơi. Ui con nó riết ghê quá. Lành mà lành từ từ thôi này. Nó không có lành nấu cả nhà ơi, nó rỉ xuống biết thôi. Ui. Ui nó riết. Lành cả nhà ơi. Ui nó to lắm cả nhà ơi. Wow. Không lồ không lồ. Wow không lồ cả nhà ơi. Trời ơi nó lớn rồi bà. Ui nó to mà nó dài thòn. Trời nó rịp tê tay luôn cả nhà ơi. Wow nó riết tê tay luôn mà. Trời ơi nó đã. Rồi mê luôn cả nhà ơi. Đẹp chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Trời ơi đúng. Đúng lương khủng kéo đã luôn cả nhà. Đẹp chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Rồi đây cả nhà. Trời ơi nó đã. Wow trúng mánh cả nhà ơi. Con này chắc nửa ký. 5 lạng cả nhà. Cả tầm 5 lạng á. Ui bây giờ thòn này cả nhà ơi. Trời ơi nó riết tê tai của Hiệp luôn. Wow trời ơi nó mê. Cái nhà xem nè, trời ơi, nó mấp rập luôn. Wow. Con nó dài lắm cả nhà ơi, dài thòn luôn nè. Nghe chưa?
Ui quá, sướng tuyệt vời cả nhà ơi. Ui nó lên nè, ăn nhẹ nhàng nha, nó đóng vô nha, kéo lên nha, nó rỉ ngang tê tay luôn mà. Trời ơi, đụng mấy em lương cái như vậy là nó mới phê cả nhà. Sướng, hôm nay trúng trúng lương khổng lồ cả nhà ơi. Đã, trời nắng nóng mà đụng được mấy em này là xua tan đi cái mệt mỏi liền cả nhà, tuyệt vời luôn. Có cảm giác có lường khủng kéo cho cả nhà cùng xem là cảm thấy nó sướng rồi cả nhà ơi, vui rồi. Con này chắc nửa ký. Wow, hả? Ui nè cả nhà ơi, tuyệt vời luôn. Đúng em khủng kéo là sướng liền thôi. Ui hay lưu đại nó đám chét cả nhà. Rồi cái hang đây cả nhà nhớ nữa không? Hôm trước thì có cao được con lươn xíu xíu nè. Đó, hang này thì cũng cao được lươn khủng nhiều. Mà lần sớm nhất vừa rồi thì nó vô có bà lươn như ngón út á. Cao ra rồi mà không biết là nay có em nào vào chưa đây. Rồi để Hiệp cao nghe. Không biết này là sao đây. Lần vừa rồi con lươn nhỏ xíu. Này không biết có em nào to hay không. Giăng nước cả nhà. Đó. Xe vào nó giăng liền chưa? Ồ ui. Giăng correct lắm á. Đó, ọc mạnh không? Ui, ăn, ăn cả nhà. Ui to, ui khủng cả nhà ơi, nó đang mới dưới có một xíu thôi. Wow, ui bà lươn khổng lồ. Ui trà. Ui cả nhà ơi, bà lươn khủng cả nhà. Wow, nó lên nhẹ nhàng, nó ăn đúng đã luôn. Trời ơi, nó đang mới dưới mà nó đang mỏng quá cả nhà. Rồi, trời ơi nó phê. Con này chắc cũng phải là 5 lần hay 6 lần rồi. Rồi đi chia sẻ cho cả nhà xem. Trời ơi, con này nó to đã lắm. Mày ghê cả nhà ơi. Rồi vô cả nhà. Ui đã. Ôi tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Ui đã chưa. Ừ, con này phải gần 6 lạng đó có cả nhà. Ui bắt to mà bắt dài thòn nè. Wow. Trời ơi thấy nó ực nước lên. Nó lượm liền cả nhà. Trời ơi con này mất rập luôn. To mà dài ghê cả nhà. Này có cái bánh đùi của nó này cả nhà ơi. Cái bánh đùi của nó to ghê không. Trời ơi nó cảm giác nó sướng. Đã luôn. Tưởng nào hôm nay là lại không có lưng cúng chứ. Mai ghê là đụng được em thằng khủng. Trường. Đúng là mấy cái hàng này. Lần trước Hiệp cao có con lươn có nó nhỏ xíu là như con tài ấy. Hiệp cao lia ra ngoài. Là bò lưng khủng là bả mới vào này cả nhà ơi. Chứ không thôi mấy con lươn nhỏ mới nở ra. Nó biết là lươn nó không nhiễm. Mấy con lươn to nó không vào. Con này phải tầm hơn 5 lần rưỡi đó cả nhà. Hiệp đoán hơn 5 lần rưỡi. Phải sắp sắp 5-6 lần có đó. Wow. À. Ồ, này trúng cả nhà ơi. Đúng đã luôn. Trường. Mấy hàng lươn khủng là lai rai là có lươn nữa. Vào. Đã. Nó may ghê nghe, nó đóng miếp dưới mà nó đóng mỏng cả nhà. Đóng mỏng chứ đóng không chẹt. Đóng hơn mỏng. Cảm giác thiệt là sướng cả nhà ơi. Đụng mấy em hàng đó là kéo là đã rồi. Chướng. Rồi lắp vào trong ta lùm bụi đây. Đã chưa, hang đây là một lần Hiệp cao được con to nhất là được 7 lạng đó cả nhà. Còn lương 4-5 lạng thì được mấy con. Còn như có mới gì rồi đen lương xíu xíu thôi. Hôm nay là vào em lương khổng lồ. Trời ơi nó phê mà nó sướng. Thôi đây mấy con vẹn núi nó kêu ghê cả nhà ơi. Nghe cái bụi tre nè. Mấy con vẹn núi nó kêu điếc đầu luôn mà. Rồi ngon lành cành đào cả nhà ơi. Hôm nay trúng mánh rồi. Để Hiệp đi dọc dọc kiếm thử là còn lươn không nghe cả nhà nghe. Lát Hiệp về cần cho cả nhà mình cùng xem.